con bạn được 5 tháng rưỡi, chuẩn bị đến 6 tháng và sắp ăn dặm. Cần phải bổ sung gì cho con để con ăn dặm hiệu quả? Thực ra cái mốc ăn dặm 6 tháng là một mốc cực kỳ quan trọng đối với các em bé, vì ở đây các em bé sẽ chuyển từ một việc là chỉ uống sữa sang ăn thức ăn. Và ở cái giai đoạn này nó xảy ra rất nhiều việc khác nhau. Số 1 đó chính là việc con không hấp thu được, không ăn được, không chịu ăn. Số 2 đó là khi ăn rồi nhưng lại bị rối loạn tiêu hóa. Và số 3 đó là gì? Vì con chuyển sang ăn dặm, thế nên là chế độ ăn của con nó sẽ không được cân bằng. Con đã ăn được nhiều thứ đâu, nên khả năng thiếu chất của bé rất là cao. Chính vì vậy, bạn nên bổ sung cái gì cho con trong giai đoạn này? Việc đầu tiên, số 1, nếu từ lúc 4 tháng mà bạn chưa bổ sung sắt cho con thì đây chính là thời điểm bạn bổ sung sắt cho con đi. Vì sao? Vì các em bé uống sữa hoàn toàn là sẽ bị thiếu sắt. Thời điểm 4 tháng là con bắt đầu bị thiếu sắt rồi, bố mẹ sẽ thấy là con bắt đầu bị chứng cân đấy. Và bây giờ mà đến lúc ăn dặm mà ăn được ít nữa thì con chứng cân nữa. Thế nên là bổ sung sắt cho em bé theo liều dự phòng 1mg trên kg cân nặng một ngày các bạn nhé, và bổ sung khoảng 3 tháng. Bình thường người ta sẽ bổ sung từ 4 tháng đến hết 6 tháng. Nếu con bạn chưa bổ sung, bây giờ 5 tháng rưỡi 6 tháng bạn bổ sung luôn và bổ sung liền 3 tháng cho bác thắng. Số 2 đó là bạn bổ sung kẽm cho bác. Tại sao bổ sung kẽm cho con ở trong giai đoạn này? Cũng như vậy, ở giai đoạn này khi con bắt đầu ăn dặm, lượng sữa cũng không cung cấp đủ lượng kẽm cho con. Thức ăn dặm cũng chưa cung cấp đủ lượng kẽm cho con nên nguy cơ thiếu kẽm của em bé rất cao. Khi bé thiếu kẽm thì ngoài việc là đề kháng của em bé giảm sút thì cái vị giác của con nó cũng giảm, cũng như là tế bào đường tiêu hóa của con dễ bị tổn thương, và như vậy con sẽ rất dễ bị rối loạn tiêu hóa, làm cho cái quá trình ăn dặm nó bị không được thuận lợi. Chính vì thế bổ sung kẽm cho con ở giai đoạn này là cực kỳ cần thiết, và bạn cũng như vậy, bạn bổ sung cho bác 3 tháng từ khoảng tháng thứ 6 cho đến hết tháng thứ 8 cho con. Thứ ba đó là chúng ta nên có thói quen bổ sung men vi sinh hàng ngày cho con. Các bạn nghĩ rằng là cứ khi nào con bị rối loạn tiêu hóa thì bổ sung men vi sinh? Không phải thế đâu các bạn nhé. Bổ sung men vi sinh hàng ngày không chỉ giúp con hạn chế được tình trạng rối loạn tiêu hóa mà còn giúp cho con tiêu hóa, hấp thu thức ăn tốt hơn. Ngoài ra còn tăng cường đề kháng, vì có đến 70% các tế bào miễn dịch của chúng ta nằm ở phần ruột, và khi có các cái vi sinh vật có lợi, hệ vi sinh vật ở đó nó tốt thì sẽ làm tăng cường đề kháng cho con. Thì bạn biết là cái mốc 6 tháng ở lúc này cái kháng thể trong sữa mẹ cũng đã giảm rồi, các con bắt đầu có tình trạng ốm nhiều hơn. Nếu sức đề kháng của con không tốt thì việc con ốm nhiều sẽ là càng làm chậm tăng trưởng của em bé. Thế nên là gì? Ở giai đoạn này bố mẹ bổ sung cho bác sắt, kẽm, men vi sinh. Ngoài ra phải bổ sung cả vitamin D từ lúc sinh ra đến tận bây giờ rồi bố mẹ nhé. Và tất nhiên nên nhớ rằng là kẽm và sắt thì không bổ sung cùng nhau, nên bổ sung cách nhau trên 2 giờ. Ví dụ như là những em bé thông thường bác sĩ Thắng sẽ lên lịch như sau: buổi sáng bạn ấy sẽ uống men vi sinh, uống vitamin D. Nếu buổi sáng không uống sữa hoặc không bổ sung canxi vào buổi sáng thì sẽ bổ sung sắt trước ăn cùng với men vi sinh và vitamin D luôn. Thế còn nếu mà có uống canxi hoặc uống sữa vào buổi sáng thì sẽ chuyển ra sắt vào buổi trưa trước ăn. Thế còn kẽm sẽ uống buổi tối sau ăn trên 2 giờ. Thì đó là cái cách mà chúng ta bổ sung cho con khi còn chuẩn bị ăn dặm.